Vụ Vạn Thịnh Phát, việc sai phạm chỉ là trường hợp đơn lẻ, tâm lý của nhà đầu tư đang chịu tác động. Hôm 8 tháng 10, Trung tướng Tô Ân Sô, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an cho biết, căn cứ kết quả điều tra, ngày 7 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức đơn vị có liên quan. Đồng thời ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với các bị can liên quan. Tâm lý của nhà đầu tư đang chịu tác động bởi một số thông tin về các sự việc liên quan tới sai phạm cá nhân và doanh nghiệp, cụ thể trên thị trường. Trong đó có các thông tin liên quan tới trường hợp sai phạm tại Vạn Thịnh Phát. Cơ quan quản lý khẳng định, sai phạm tại Vạn Thịnh Phát chỉ là các trường hợp đơn lẻ của một số cá nhân tại doanh nghiệp, thị trường chứng khoán vẫn được đảm bảo vận hành bình thường, ổn định. Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam đang trong giai đoạn chịu nhiều tác động không thuận lợi từ các yếu tố kinh tế vĩ mô và chứng khoán toàn cầu, nhiều thông tin trong nước cũng đang có tác động lớn tới tâm lý nhà đầu tư. Cụ thể, tâm lý của nhà đầu tư đang chịu tác động bởi một số thông tin về các sự việc liên quan tới sai phạm cá nhân và doanh nghiệp cụ thể trên thị trường. Trong đó, có các thông tin liên quan tới trường hợp sai phạm tại Vạn Thịnh Phát. Cơ quan quản lý khẳng định, việc sai phạm chỉ là các trường hợp đơn lẻ của một số cá nhân tại doanh nghiệp, thị trường chứng khoán vẫn được đảm bảo vận hành bình thường ổn định. Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi, đây là vụ việc liên quan trực tiếp tới một số cá nhân tại một số doanh nghiệp cụ thể trên thị trường và được xử lý theo pháp luật hình sự. Do vậy, mức độ sai phạm và biện pháp xử lý sẽ được các cơ quan chức năng có liên quan tiếp tục làm rõ theo đúng trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật. Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi khẳng định, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan liên quan đã và sẽ triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để đảm bảo sự vận hành và phát triển ổn định của thị trường chứng khoán. Đồng thời, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để có thể bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư có liên quan. Vì thế, nhà đầu tư cần thật bình tĩnh, phân tích cụ thể rủi ro và tiềm năng cơ hội trên thị trường chứng khoán để ra quyết định đầu tư hiệu quả, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi khuyến nghị. Theo ghi nhận của phóng viên Thanh Niên, lúc 1 giờ 48 phút ngày 7 tháng 10, tổ công tác của cơ quan tố tụng đi trên ô tô biển số xanh xuất hiện và đi thẳng vào cao ốc căn hộ dịch vụ cao cấp Sherwood Residence thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, tọa lạc trên đường Baxter, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Một căn hộ penthouse của cao ốc được cho là nơi ở của vợ chồng bà Lan để khám xét nơi ở. Buổi làm việc của cơ quan chức năng diễn ra đến sáng sớm cùng ngày 7 tháng 10 mới hoàn tất. Bà Lan là nữ doanh nhân người Việt gốc Hoa có tiếng giàu có. Công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát là doanh nghiệp đang nắm giữ nhiều khu đất vàng tại thành phố Hồ Chí Minh. Các bị can của vụ án gồm Trương Mỹ Lan, 66 tuổi, chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát; Trương Huệ Vân, 34 tuổi, tổng giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn quản lý bất động sản Windsor; Nguyễn Phương Hồng, 38 tuổi, trợ lý Công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát; và Hồ Bửu Phương, 50 tuổi, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt, nguyên phó tổng giám đốc phụ trách tài chính Công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Các bị can này đều bị khởi tố bắt tạm giam để cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định và lệnh trên. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định các bị can trên có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu trái quy định pháp luật để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân trong thời gian năm 2018 đến 2019. Sai phạm này xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức đơn vị có liên quan.